Xin kính chào quý thính giả, bản tin Việt Nam Daily News xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất ngày hôm nay. Tia sáng khổng lồ phát ra từ ngôi sao cạnh mặt trời. Một tia sáng khổng lồ lớn gấp 100 lần bất kỳ tia sáng nào mà mặt trời từng phát ra đã từng bùng lên từ ngôi sao cận tinh gần mặt trời. Theo CNN, cận tinh là ngôi sao gần nhất với mặt trời, một sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời sắp xỉ 4,2 năm ánh sáng nó được quay quanh bởi ít nhất hai hành tinh một nhóm các nhà thiên văn học toàn cầu đã quan sát thấy tia sáng khổng lồ phát ra từ ngôi sao vào ngày 1 tháng 5 2019 Tuy nhiên nó chỉ kéo dài khoảng 7 giây nhóm nghiên cứu đã sử dụng 5 kính thiên văn cả ở mặt đất và trên không gian để ghi lại khoảnh khắc đó đó là tia sáng lớn nhất phát ra từ sao cận tinh từng được ghi nhận tia sáng phát ra gần bề mặt của ngôi sao và được cho là một trong những tia sáng dữ dội nhất được nhìn thấy trong giải ngân hà. Nghiên cứu được công bố hôm 21 tháng 4 trên tạp chí từ Astrophysical, tác giả của nghiên cứu cho biết ngôi sao này sáng hơn 14.000 lần khi được nhìn thấy ở bức sóng cực tím trong khoảng thời gian vài giây. Những tia sáng này phát ra khi một ngôi sao trải qua sự thay đổi trong từ trường của nó làm tăng tốc độ các electron lên gần bằng tốc độ ánh sáng và khi lượng năng lượng lớn này được giải phóng, các hành tinh quay quanh ngôi sao sẽ phải chịu sự ảnh hưởng. Những tia sáng này phát ra nhiều trên sao cận tinh. Trong chiến dịch quan sát của mình, các nhà thiên văn học đã ghi lại nhiều tia sáng khác nhau do ngôi sao này tạo ra trong suốt 40 giờ. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, các nhà khoa học cũng phát hiện thêm nhiều ngôi sao lùn đỏ như sao cận tinh trong thiên hà. Để quan sát được những tia sáng đó, các nhà nghiên cứu đã hướng chính kính viễn vọng trên mặt đất và không gian vào ngôi sao trong nhiều tháng năm 2019, bao gồm kính viễn vọng không gian Hubble của NASA. Nhiều hình ảnh về tia sáng đã được kính viễn vọng ghi lại. Các nhà thiên văn muốn tiếp tục quan sát ngôi sao vì có thể sẽ có nhiều loại tia sáng kỳ lạ hơn thể hiện các dạng vật lý khác nhau nghiên cứu những tia sáng này có thể giúp các nhà khoa học phát triển ý thức tốt hơn về nơi tìm kiếm sự sống bên ngoài hệ mặt trời